Chào mừng các bạn đến với khám phá tối đây. Chào các bạn. Hôm nay phường Phú Hòa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân và mọi người đang nô nức tụ tập tại công viên khu phố để dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Mời các bạn cùng xem qua cái không khí của ngày đại hội đoàn kết toàn dân khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn các bạn rất nhiều.